Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Khải xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 3 sức kết nối chi thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng của Khải Liêm, nếu không thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để hay có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài số 9 bảng nhân 6 bằng chia 6 tỉ số 2. Như vậy là hôm nay mình sẽ làm bài tập của tỉ số 2 như là hôm trước mình đã làm tỉ số 1 rồi. Em nào chưa xem tỉ 1 thì các em có thể vào kênh Khải Liêm. Các em vào danh sách phát của bài tập toán 3 kết nối chi thức các em xem nha. Hôm nay mình sẽ làm tiết số 2. Trước hết mình sẽ làm câu số 1, mình sẽ điền số vào chỗ trống nha. Như vậy câu A ở đây mình sẽ có là số đầu tiên là 6, tiếp theo là 12. Mình thấy đi từ trái qua phải là tăng bao nhiêu đơn vị? Mình lấy 12 trừ 6. 12 trừ 6 thì được 6. Như vậy có nghĩa là từ trái qua phải mình sẽ cộng thêm 6. Như vậy mình sẽ lấy 12 cộng thêm 6 nha. 12 cộng 6 sẽ bằng bao nhiêu? 12 cộng 6 sẽ bằng 18. Ở đây mình sẽ viết số 18. Giờ tiếp theo 18 cộng cho 6 sẽ bằng 24. 24 cộng thêm 6 sẽ bằng bao nhiêu? 24 cộng thêm 6 sẽ bằng 30. Ở đây mình sẽ viết số 30. Giờ 30 cộng thêm 6 sẽ bằng bao nhiêu? 30 cộng thêm 6 sẽ bằng 36. Giờ 36 cộng thêm 6 sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 42. 42 cộng thêm 6 sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 48. 48 cộng thêm 6 sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 54. 54 cộng thêm 6 sẽ bằng 60. Giờ tiếp theo mình quan sát câu B, số đầu tiên là 60, tiếp theo là 54, tiếp theo là 48. Mình thấy là 60 trừ 54 thì được 6, 54 trừ 48 thì được 6. Như vậy có nghĩa là đi từ trái ra phải thì mình sẽ giảm 6, có nghĩa là mình sẽ trừ 6. Như vậy mình sẽ lấy 48 trừ thêm 6, 48 trừ 6 sẽ bằng bao nhiêu? 48 trừ 6 sẽ bằng 42, ở đây mình sẽ viết số 42. 42 trừ 6 sẽ bằng bao nhiêu? 42 trừ 6 sẽ bằng 36. 36 trừ 6 sẽ bằng 30. 30 trừ 6 sẽ bằng 24. 24 trừ 6 sẽ bằng 18. 18 trừ 6 sẽ bằng 12. 12. 18 trừ 6 sẽ bằng 12. 12 trừ 6 sẽ bằng số sàn, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video thì biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 mình sẽ điền số vào chỗ trống. Như vậy câu A ở đây mình thấy là có phép nhân. Phía trên là 6, phía dưới là 3. Mình sẽ lấy 6 nhân 3. 6 nhân 3 sẽ bằng bao nhiêu? 6 nhân 3 sẽ bằng 18. Ở đây mình sẽ viết số 18. Tiếp theo ở đây là 6, đây là 5. 6 nhân 5 sẽ bằng bao nhiêu? 6 nhân 5 sẽ bằng 30. Ở đây mình sẽ viết số 30. Tiếp theo đây là 6, đây là 7. 6 nhân 7 sẽ bằng bao nhiêu? 6 nhân 7 sẽ bằng 42. Mình sẽ viết số 42. Tiếp theo là 6 nhân 9. 6 nhân 9 sẽ bằng bao nhiêu? 6 nhân 9 sẽ bằng 54. Mình sẽ viết số 54. Tiếp theo là câu B, ở đây là phép chia. Phía trên là 24, ở phía dưới là 6. 24 chia 6 sẽ bằng bao nhiêu? 24 chia 6 sẽ bằng 4. 36, giờ tiếp theo đây là 36, đây là 6. Mình sẽ lấy 36 chia 6. 36 chia 6 sẽ bằng bao nhiêu?
36 chia 6 sẽ bằng sao? Mình sẽ viết số sao. Tiếp theo đây là 48, đây là 6. 48 chia 6 sẽ bằng bao nhiêu? 48 chia 6 sẽ bằng 8. Tiếp theo đây là 60, đây là 6. 60 chia 6 sẽ bằng bao nhiêu? 60 chia 6 sẽ bằng 10. Ở đây mình sẽ viết số 1. Như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 kem hiểu bài, thì kem sẽ bấm khích video hay biết kem hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3 mình sẽ điền số vào chỗ trống. Ở đây là 6, đây là nhân 3. 6 nhân 3 sẽ bằng bao nhiêu? 6 nhân 3 sẽ bằng 18. Ở đây mình sẽ viết số 18. Giờ ở đây 18, đây là chia 2. 18 chia 2 sẽ bằng bao nhiêu? 18 chia 2 sẽ bằng 9. Ở đây mình sẽ viết số 9. Tiếp theo là 9 chia 3. 9 chia 3 sẽ bằng bao nhiêu? 9 chia 3 sẽ bằng 3. Ở đây mình sẽ viết số 3. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm khích video hay biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 4. Câu số 4 người ta nói là một phòng họp có 36 cái ghế ngồi. Người ta đã xếp hình 6 hàng đều nhau. Mỗi hàng có bao nhiêu cái ghế? Như vậy anh ở đây người ta nói là một phòng họp có 36 cái ghế ngồi, người ta đã xếp ghế thành 6 hàng đều nhau. Người ta hỏi là mỗi hàng có bao nhiêu ghế thì mình sẽ lấy 36 chia 6 là được, đúng không? Như vậy trước hết mình sẽ làm câu A. Như vậy người ta hỏi là mỗi hàng có bao nhiêu cái ghế thì các em trả lời là mỗi hàng có số cái ghế là, hoặc là các em trả lời là số cái ghế ở mỗi hàng là cũng được, đúng không? Mỗi hàng có số cái ghế là. Mình sẽ lấy 36 chia 6. 36 chia 6 sẽ bằng bao nhiêu? 36 chia 6 bằng 6. Như là sao ghê, sao cái ghê. Giờ câu B người ta nói là trong một buổi họp số người tham dự ngồi vừa đủ 5 hàng ghế, hỏi buổi họp đó có bao nhiêu người tham dự. Như vậy là người ta nói là trong một buổi họp thì số người tham dự ngồi đủ 5 hàng ghế, mỗi hàng là 6 cái ghế, 5 hàng thì mình sẽ lấy 6 nhân 5, đúng không? Như vậy người ta hỏi là buổi họp đó có bao nhiêu người tham dự thì các em trả lời là số người tham dự buổi họp đó là, hoặc là buổi họp đó có số người tham dự là cũng được, đúng không? Giờ số người tham dự như câu B các em trả lời là số người tham dự buổi họp đó là giờ mình sẽ lấy 6 nhân 5. 6 nhân 5 sẽ bằng bao nhiêu? 6 nhân 5 sẽ bằng 30. Như kết quả là 30 người. Như đáp số sẽ là 30 người. Như vậy đáp số mình sẽ có hai đáp số, hoặc đáp số câu A và câu B. Như vậy đáp số câu A chính là 6 cái ghế. Và đáp số câu B sẽ là 30 người. Đúng nè. Giờ như là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm khích video để biết các em hiểu bài.
Dạ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dạy hiệu quả khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hề Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hề Liêm nha. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.